Xin chào anh em. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh em cách làm thế nào có thể nhận biết được một đơn vị cung cấp nền năng lượng mặt trời uy tín, chất lượng mà anh em hoàn toàn có thể tin tưởng được. Cái mẹo mà tôi muốn chia sẻ với anh em rất đơn giản, chỉ bằng khả năng quan sát của một người bình thường mà không cần đòi hỏi bất cứ kinh nghiệm chuyên sâu nào về đèn năng lượng, anh em hoàn toàn có thể nhận ra. Và tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hưng, là giám đốc công ty và là người đồng sáng lập lên thương hiệu Phú Xuyên Solar. Trước đây thì tôi từng làm một kỹ sư điện chuyên thiết kế hệ thống xử lý nước thải công nghiệp. Tôi đặc biệt rất thích các cái sản phẩm về công nghệ và các sản phẩm về điện năng lượng mặt trời. Năm 2017 thì tôi có may mắn được tham gia bảo trì một hệ thống điện mặt trời của chính phủ tại Hà Nội. Điều khiến tôi vô cùng thích thú là dòng điện thì liên tục được tạo ra từ các tấm pin năng lượng mặt trời mà không tạo ra khói hay bất cứ tiếng ồn nào cả. Điều đó đã thôi thúc tôi, cũng như là giúp tôi có một mong muốn là sẽ đem các sản phẩm năng lượng sạch này tới tay người dân. Tuy nhiên là ở cái thời điểm đó thì giá thành hệ thống điện mặt trời cũng như các đèn năng lượng mặt trời còn rất là đắt đỏ và xa xỉ, nó gần như là không thể thương mại được. Điều đó không làm tôi bỏ cuộc, mà tôi dành thời gian để tìm tòi nghiên cứu cũng như là tìm hiểu về các cái sản phẩm năng lượng mặt trời. Đến năm 2018, được sự ủng hộ của chính phủ về chính sách mua bán điện mặt trời, tôi và hai cộng sự nữa đã cùng nhau khởi nghiệp và xây dựng nên thương hiệu Phú Xuyên Solar hoạt động đến ngày hôm nay. Và ngay bây giờ tôi sẽ chia sẻ với anh em ba dấu hiệu nhận biết một đơn vị cung cấp đèn năng lượng mặt trời uy tín, chất lượng mà anh em hoàn toàn có thể tin tưởng được. Dấu hiệu đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với anh em đó là đơn vị cung cấp đèn năng lượng mặt trời chính hãng. Chỉ bằng khả năng quan sát hoặc anh em có thể hỏi nhân viên bán hàng hãng sản xuất là hãng nào này, rồi bảo thời gian bảo hành ra sao đấy. Anh em có thể quan sát ở trên đèn chính hãng thì bao giờ nó sẽ có tên hãng đấy. Ví dụ như đây đấy, đó. Tên hãng là Major World này, rồi sẽ có trên khiển, thậm chí trên cái remote điều khiển cũng sẽ có tên hãng, và trên dây điện từ tấm pin xuống đèn sẽ đều có tên hãng, thông tin hãng hết đó. Thì việc anh em mua được đúng đèn chính hãng thì nó sẽ giúp ích được cho anh em là đèn tốt thì thời gian sử dụng được lâu bền. Thứ hai, đèn chính hãng thì thời gian bảo hành nó sẽ dài hơn. Với những đơn vị mà uy tín chất lượng thì thường bảo hành đèn sẽ từ 2 đến 5 năm. Đấy, như bên Phú Xuyên Solar mình đang bảo hành đến 5 năm đèn. Cái dấu hiệu thứ hai mà anh em có thể nhận biết được đó là nếu đơn vị cung cấp đèn năng lượng mặt trời uy tín thì họ sẽ có các cái kênh thông tin để anh em tìm hiểu, ví dụ như website này, hay fanpage, hay là kênh video YouTube để anh em có thể xem dõi, xem review các cái chức năng của đèn này, chức năng cấu tạo cũng như là hướng dẫn cả lắp đặt, vận hành làm sao cho đúng cách. Đó, thì các kênh thông tin này nếu như anh em lựa chọn đúng đơn vị thì anh em sẽ mua được, thứ nhất là đúng loại đèn phù hợp. Thứ hai là anh em có thể tự lắp đặt được đèn năng lượng mặt trời đúng kỹ thuật, đảm bảo độ sáng hiệu suất tối đa của đèn. Đó. Cái dấu hiệu thứ ba mà anh em có thể nhận biết được đó là bằng cách cổ điển thôi. Đó là anh em những đơn vị mà uy tín và chất lượng thì họ sẽ có các cái kênh showroom hoặc là chi nhánh đại lý ở các tỉnh, thì anh em có thể trực tiếp chạy qua showroom tham quan này. Ví dụ như bên Phú Xuyên Solar mình thì có 3 showroom, như 3 kho ở Phú Xuyên này và ở Hà Đông, Hà Nội, cũng như là một kho ở Tân Uyên, Bình Dương. Đấy, anh em ở gần các khu vực đấy thì có thể chạy qua tham quan này, mục sở thị luôn, đấy, xem chất lượng đèn sáng như nào, rồi vỏ hộp như nào, rồi tất cả các cái linh phụ kiện chính hãng thì như thế nào. Đấy, thì cái việc mà anh em lựa chọn những đơn vị có chuỗi showroom như vậy ở các tỉnh như vậy thì anh sẽ giúp giảm chi phí về việc gửi hàng này, cũng như là chi phí bảo hành cho anh em. Đó, thời gian anh em mua hàng cũng rất là nhanh chóng và anh em lựa chọn được loại đèn uy tín. Trên đây là phần chia sẻ ba dấu hiệu nhận biết một đơn vị cung cấp đèn năng lượng mặt trời uy tín trên thị trường. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.